Kênh ô tô cũ và miền kính chào quý vị và các bạn. Để nối tiếp những chương trình đã phát, hôm nay mình lại làm một cái video để giới thiệu với các bạn về một siêu phẩm Matiz. Tại sao mình lại dùng từ siêu phẩm? Vì đây là một chiếc Matiz nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc các bạn nhé. Sản xuất năm 2009, biển Hà Nội. Đây các bạn nhìn. Mình có lý do để dùng từ siêu phẩm để giới thiệu với các bạn. Trước hết các bạn cứ nhìn phần vẻ bề ngoài của em nó đi. Hoa hậu đến từ đất nước Kim Chi, Hàn Quốc. Cam kết với các bạn chiếc xe này bao zin cả xe, chạy zin 9 vạn, lớp sơ cua còn chưa hạ các bạn nhá. Tí nữa thì mình sẽ đi vào phần chi tiết để các bạn thấy cái lời nói của mình nó có đúng với những gì mình giới thiệu hay không. Đây các bạn nhìn này. Đây nó là hàng hiếm các bạn ạ. Trên thị trường thì rất nhiều dòng Matiz, nhưng kiếm được một chiếc xe nhập khẩu còn nguyên zin như chiếc này thì chắc chắn là nó là quá hiếm chứ không phải là hiếm nữa. Với một sản phẩm được sản xuất tại đất nước có một nền công nghiệp ô tô phát triển như Hàn Quốc thì đây nó là một dòng xe chắc chắn rằng để lại rất nhiều ấn tượng ở thị trường Việt Nam. Nhỏ gọn, tiết kiệm nhiên liệu, máy lành không hỏng vặt. Máy có 0.8 các bạn nhé. Mà lại là hàng nhập. Bao zin cho các bạn là cả bao zin cả xe. Chủ nhân vừa ra tên xong, không vì một lý do nào đó bên mình vừa mua được các bạn ạ. 2009. Bao zin cả xe. Xe này thì chắc chắn là các bạn yên tâm 100%, 1000 phần nghìn là không bao giờ có cái loại là taxi dịch vụ. Tất cả những cái dòng nhập khẩu Nhật, Hàn thì tiêu chuẩn cực kỳ cao. Vì những cái đất nước có nền công nghiệp phát triển, ô tô phát triển thì tất cả mọi thứ đều là phải đạt tiêu chuẩn. Nó không như những cái dòng sản xuất lắp ráp tại Việt Nam các bạn ạ. Đây các bạn nhìn phần ngoại thất. Xe được trang bị màu sơn xe màu bạc. Đấy các bạn nhìn này. Hai đèn hiệu đèn zin nhá. Đèn zin theo xe các bạn ạ. Nói đến từ Matiz thì chắc là rất nhiều bạn coi thường, nhưng kiếm được một chiếc Matiz nhập đời 2009 như chiếc này chắc là rất hiếm trên thị trường. Zin từng quán ốc các bạn ạ. Đây các bạn nhìn là hai đèn pha trước này. Đẹp như mới các bạn nhé. Zin từ cái đèn gầm các bạn nhé. Đấy, các bạn nhìn cái, các bạn nhìn phần cua lốp này. Đấy, các bạn nhìn cua lốp này. Đăng kiểm rất dài các bạn nhé. Để mời các bạn xem phần cánh này. Phần keo chỉ, cột kèo. Mình như đã nói lúc trước đấy các bạn ạ. Đã bảo là nói câu bao zin rồi thì cái xe nó phải như nào mình mới bao nói bao zin. Zin đã nói zin từng qua đâu rồi. Đây là một dòng xe rất chi là tiết kiệm nhiên liệu. Phù hợp, rất phù hợp cho các bạn mua cho vợ. Những bác, các bác có tiền, nhiều tiền đi xe to thì mua những con xe này để vợ con đi chợ, đi đưa con đi hoặc đi rong ruổi phố phường thì tuyệt vời. Đó là hàng nhập khẩu các bạn nhé. Đấy các bạn nhìn. Ngắm phần nội thất này. Lỉ zin theo xe các bạn nhé. Đấy các bạn. Nhìn qua phần bô lăng này. Chân lỉ đấy các bạn này. Rất mới, căng đét, không võng, không sộc sạch.
mình không riêng con này mình bao zin rồi, cho nên là các bạn thông cảm là mình không giật phần rong ra các bạn ạ. Xem phần kèo cột mình bao zin cho các bạn là cột A, cột B, cột C, ba cột nguyên zin, không có thật sự tác động. Đã là keo chỉ còn zin thì cột kèo chắc chắn là sẽ zin theo các bạn ạ. Vì phần keo chỉ là cái phần sẽ tác động đầu tiên đấy các bạn nhỉ. Mình sẽ quay chậm chậm để các bạn có một cái nhìn tổng thành về một cái xe để so sánh. Các bạn, mình vừa cho các bạn ngắm nhìn phần ngoại thất cũng như là nội thất kết hợp luôn để cho các bạn đỡ mất thời gian chờ đợi. Mình mới làm cho nên là mình chưa có kinh nghiệm lắm, không biết có đúng không, nhưng mà mình sẽ làm video trực tiếp, không cắt ghép video, để các bạn có một cái nhìn khách quan để so sánh những chiếc Matiz nhập, chưa nói không nói về Matiz lội mà nói về Matiz nhập, để các bạn có một cái nhìn xem cái xe này nó đẹp ở cái chỗ nào mà lại mình lại dám nói nó là hàng quý hiếm, hàng độc trên thị trường hiện tại. Đây các bạn nhìn này. Đây để mời các bạn đến phần keo chỉ cánh lái này. Lúc nãy mình đi lướt qua một vòng bên phụ rồi. Đây các bạn nhìn, đẹp từng con ốc nhá. Và nhân đây mình cũng giới thiệu luôn với các bạn là chiếc xe này bên mình đang giao bán tại cửa hàng với giá là 135 triệu. Cho bạn nào nhanh tay liên hệ cho mình theo số điện thoại 0913 660 299. Riêng Matiz ấy, thì các bạn không thể là bì, có nhiều bạn ấy, mình đăng trên Facebook là lại bì mấy lại Kia Morning, mấy lại i10. Với cái giá tiền mà các bạn so sánh như thế thì những con xe lát nó còn chỉ xe taxi thôi các bạn ạ. Mỗi một thương hiệu, mỗi một dòng xe nó có một cái tính năng, có một ưu nhược điểm khác nhau. Cho nên là nếu đã suy bì thì nó rất chi là khập khiễng. Đây các bạn nhìn này. Các bạn cứ nhìn như những cái tem này rồi thì đi so sánh những cái xe taxi lát mà các bạn mang ra để so sánh. Nào là i10, nào là Morning. Với cái giá hơn 100 triệu như thế các bạn chỉ mua được xe lát, xe taxi thôi. Đây các bạn nhìn này. Đây các bạn nhìn này. Chân phanh, chân ga, chân côn này. Xe dòng Matiz nhập chiếc này là bản hai kính trước là chỉnh điện các bạn nhé. Còn hai kính sau là quay tay. Tí nữa mình sẽ vào mọi chi tiết ở bên trong để các bạn xem sau. Đây bây giờ mình cứ quay phần ngoại thất kết hợp với nội thất để các bạn có một cái nhìn khách quan nhất. Để đánh giá xem mình nói là cái xe này nó có xứng đáng những cái lời mình nói không. Đấy, các bạn nhìn. Các bạn nhìn phần keo chỉ. Tí nữa mình sẽ thí điểm để cho các bạn xem phần cột kèo. Nhưng mình cam kết rằng là cột A, cột B, cột C của hai bên một toàn cũng như là toàn bộ xe không hề có sự tác động đâm va các bạn nhé. Đây các bạn nhìn. Đây các bạn, mình thí điểm cho các bạn nhìn. Đây mình quay sát máy về các bạn xem. Không một giọt sơn ta các bạn nhé. Mình quay lúc nào cũng chân thật, chi tiết nhất có thể là các bạn có một cái nhìn khách quan nhất. Các bạn nhìn này. Đấy các bạn nhìn. Mamule. Chưa hề có một giọt sơn ta các bạn nhé. Các bạn nhìn. Đây mình hạ máy xuống là các bạn nhìn phần bao bô lê này. Đây các bạn nhìn gầm này. Riêng tiêu chuẩn của Hàn Quốc thì về phần khung gầm, thân vỏ thì tuyệt vời các bạn ạ. Các bạn nên yên tâm rằng là đó là tuyệt vời, dùng hai từ tuyệt vời.
mời các bạn xem phần cốp sau của xe này. Chưa mất một phân keo chỉ nào các bạn nhé. Các bạn nhìn phần máng nước phía sau này. Phần đinh tán tròn vo rõ ràng nhé các bạn nhé. Đấy, các bạn nhìn vào. Và mình cũng xin nhắc lại với các bạn là một lần nữa là chiếc xe này bên mình đang giao bán tại cửa hàng với giá là 135 triệu cho một tác phẩm nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc, sản xuất năm 2009, biển Hà Nội, tư nhân tính chính chủ bạn nhé. Thời tiết nó hơi u ám cho nên là mình quay nghiêng máy các bạn. Các bạn nhìn này, từ cái khóa này thể hiện một cái xe đi ít nhỉ. Và mình quên cũng chưa giới thiệu với các bạn là chiếc xe này chạy zin 9 vạn các bạn nhá. Máy số côn chưa hề đụng chạm đến các bạn ạ. Đây các bạn nhìn cái trần xe này. Lỉ zin này. Thẳng căng. Đẹp từ chi tiết các bạn nhé, kể cả từ cái giá để đồ trên cao này. Các bạn nhìn. Đây các bạn nhìn này, độc và đẹp nó ở cái chỗ này nữa này các bạn này. Đấy, các bạn nhìn này. Kích xe như mới các bạn nhé. Đấy các bạn nhìn. Tại sao mình lại nói là dòng hiếm này. Đấy các bạn nhìn này. Kể cả phần cốp sau này. Đấy các bạn nhìn đấy. Màu sơn chống rỉ đấy nhá, vẫn zin. Đây, các bạn nhìn này. Các bạn ngật chiêm ngưỡng chiếc lốp sơ cua này. Lốp sơ cua chưa hạ các bạn nhé. Và bên mình bao zin chiếc xe là cả xe. Và cam kết với các bạn là chiếc xe này chạy zin 9 vạn. Bạn nào không tin thì hãy đến với cơ sở mình, ngã tư chợ Hoa đèn xanh đỏ, chợ Hoa Mê Linh để kiểm tra. Cho dù có mua hay không mua nhưng mà anh em mình cứ đến thì mới hiểu được bên ô tô cũ Ba Miền. Mình là kênh ô tô cũ Ba Miền. Bạn nào có kênh rồi thì chia sẻ giúp mình. Còn bạn nào chưa có kênh thì đăng ký để nhận những cái video về những sản phẩm xe của bên mình. Mình liên tục cập nhật để gửi tới các bạn. Rất mong các bạn chia sẻ và ủng hộ đăng ký kênh ô tô cũ Ba Miền. Đấy các bạn nhìn. Đây mới là cái mấu chốt của vấn đề để biết là cái xe tại sao lại cái giá 135 triệu. Mà tại sao mình lại dùng từ là hàng độc, hàng hiếm. Còn trên thị trường xe mang tít rất nhiều. Kiếm được chiếc xe này không phải là đơn giản các bạn nhìn này. À, cái lốp này. Đấy, các bạn nhìn này. Lốp sô cua chưa hạ các bạn nhá. Đây các bạn nhìn này. Từ cái khóa cốp sau này. Chỉ cần nhìn mấy chi tiết thôi. Nếu bạn nào mà quan tâm mà đã xem rất nhiều những xe Matiz trên các trang, bởi vì dòng Matiz bây giờ tràn ngập thị trường, rất nhiều trang bán hàng. Nhưng kiếm được chiếc xe này không phải là hề đơn giản.
đẹp từng chi tiết các bạn ạ. Đấy các bạn. Mình nói rất chi là thô sơ mộc mạc, rất mong các bạn chia sẻ và thông cảm. Mình không có những cái ngôn từ hoa mỹ được, và mình sẽ, nhưng mà mình sẽ cố gắng giới thiệu với các bạn một sản phẩm mình muốn gửi gắm đến, để các bạn có một cái nhìn khách quan nhất và cho một đánh giá là mình làm video có thật hay không. Đấy các bạn, từ gương chiếu hậu lẫn gương lực, gương trước, gương sau, gương bốn cánh cửa, bao zin với các bạn luôn. Các bạn nhìn phần cua lốp này, các bạn nhìn này, sáng quắc không hề han gì, lốp đẹp cả dàn các bạn nhé, lốp còn khoảng 80% các bạn ạ. Bạn nào mua chiếc này về chỉ việc đổ xăng vào mà chạy thôi, không phải làm bất cứ cái gì cả. Xe được tích hợp sinh an trên gương nhé các bạn nhé. Để mời các bạn vào phần nội thất của chiếc xe. Đấy các bạn nhìn phần táp lô này. Từ cái chắn nắng vẫn còn tem của nhà sản xuất các bạn nhé. Mình đã dùng từ là bao zin cả xe rồi các bạn ạ. Chiếc xe này rất phù hợp cho các bác mua cho vợ ở nhà đưa con, cũng như là đi cà phê, đi chơi, quanh đi kẻ, nói chung là đã là chiếc xe này mình bao zin là đi thoải mái rồi. Nhưng mà nó nhỏ bé này, đi gia đình chở các con đi học, cũng như đi các bà nội trợ hoặc đi thăm nội thăm ngoại rất phù hợp, vì nó tiết kiệm nhiên liệu và lại luồn lách, vì cái thân hình em là rất chi là nhỏ bé, nhỏ nhắn xinh xinh. Đây các bạn nhìn này. Xe vẫn trang được trang bị đầu Kenwood, đầu đĩa Kenwood các bạn nhé. Mình đang bật điều hòa đây các bạn ạ. Các bạn muốn trước khi vào đến khoang máy thì các bạn cứ nhìn cái táp lô xe, khi xe lổ mà nó im như này thì chính là thể hiện cái xe máy rất ngon. Còn cái, những cái xe nó máy đã bị ra rồi thì nó giật đùng đùng ấy. Đấy các bạn nhìn này. Điều hòa mát lắm các bạn ạ. Đấy các bạn nhìn cái bu lăng này. Mình đã dùng từ đẹp từng chi tiết rồi các bạn nhé. Đấy các bạn. Mình quay chậm chậm để các bạn theo dõi này. Từng chi tiết này. Củ số đây. $90,000 thì mới được cái phanh tay kéo nó như này các bạn nhé. Đấy các bạn này. Đấy gương. Kính này. Kính chỉnh điện vẫn lên xuống rất chi là nhẹ nhàng này. Bên lái này các bạn này. Rất ok. Tất cả cửa gió được mạ chrome hết các bạn nhé. Sáng trắng, không hề bị hoe nố, bị bong chóc gì các bạn ạ. Đây các bạn nhìn này. Tại sao nói là 9 vạn vì này. Những cái xe mà đi nhiều thì bao giờ cái ghế nó cũng lõm xuống, như cái này vẫn căng đét các bạn này. Đây các bạn. Vâng, để đến cái phần tiếp theo là mình mời các bạn đến phần trái tim của chiếc xe, đó là phần khoang máy, để các bạn ngắm nhìn cái phần máy của chiếc xe Matiz nhập sản xuất 2009, nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc. Cụm đèn pha phía trước rất sáng các bạn nhé. Đấy. Đây các bạn nhìn từ xa biết là cái tắp, cái lắp capo của nó đẹp như thế nào.
Đây các bạn nhìn phần sinh nhan tích hợp trên cao. Các bạn nhìn phần lắp capo của xe này. Bao zin không mất một phân keo chỉ nào các bạn này. Bạn nào mà phát hiện ra cái chiếc xe này bị đâm va, máy số bị ra rồi, mình biếu các bạn là cái xe này luôn, chiếc xe này luôn. Đây là một trong những chiếc xe đẹp nhất Việt Nam các bạn ạ. Đấy các bạn nhìn. Nhìn con ốc bản này của lắp capo chưa hề ra nhé các bạn nhé. Zin. Đấy các bạn nhìn. Hai tem zin nhá. Margin Korea. Đấy, các bạn nhìn ốc bản này. Máy đang nổ các bạn ạ. Máy nổ rất êm nhá. Các bạn nhìn từ con ốc à. Riêng xe mà đã ra thì không bao còn con ốc này các bạn nhá. Máy số zin. Các bạn nhìn phần răng đầu của xe này. Các bạn nhìn từ con ốc rồi. Đấy, các bạn nhìn phần tai, phần máng nước khoang máy này. Về bên mình chỉ rửa nước lã thôi các bạn nhé. Không hề dùng hóa chất rửa như những các bạn khác. Bạn nào biết muốn biết thêm thông tin hãy liên hệ cho mình theo số điện thoại 0913660299 là mình sẽ giải đáp những thắc mắc của bạn về xe và giá. $135 triệu với một cái ô tô thì quá rẻ so với cái xe SH các bạn nhé. Mà lại là xe nhập. Đấy các bạn nhìn. Mình quay rất chi tiết từng khoang máy để các bạn có một cái nhìn để mà so sánh cũng như là phát hiện ra cái lỗi gì thì thông báo cho mình. Đây mình mở cho các bạn xem này, không một chút hơi thừa nhá. Máy đang nổ đấy các bạn này, không một chút hơi thừa. Không thở khò khè các bạn nhá. Riêng dòng Matic ấy thì bao giờ mình bật lỗ máy lên dòng ba máy nó có tiếng kêu chạch 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 rất nhẹ, nhưng mà nó là độ dơ cho phép của người Hàn Quốc các bạn nhé. Các bạn nhìn cái thương hiệu Daewoo này. Mình lại vòng lại một phần ngoại thất nữa để các bạn ngắm nhìn thêm một chút nữa để đi đến quyết định có mua cho mình và sở hữu em nó hay không. Đấy các bạn nhìn. Các bạn nhìn phần bản nề xe này. Chưa một hòa hề, có một vết tác động nhá các bạn nhé. Một giọt Matic ra đây từ cái con khóa này, bản nề này các bạn này. Các bạn nhìn phần lốc xe này. Mình giới thiệu với các bạn là chiếc xe này nó sơn zin còn khoảng 90% các bạn nhé. Hơn 90% nhưng mình cứ gọi là 90% thôi. Bên mình địa chỉ này. Ô tô cũ Mê Linh, ngã tư đèn xanh đỏ chỗ Mê Linh, thành phố Hà Nội này. Còn rất nhiều xe này. Đây là chiếc Mazda 323 sản xuất 202 biển Hà Nội, bên mình vừa về đang chuẩn bị dọn, mình sẽ làm video gửi đến các bạn sau. Còn rất nhiều xe là các bạn lựa chọn. Y10
bản cuối cùng của nhà vấn sản xuất 2007 đấy các bạn. Và để kết thúc chương trình làm video về một siêu phẩm Matiz sản xuất 2009 đến từ Hàn Quốc, mình xin cảm ơn các bạn đã xem video. Rất mong các bạn chia sẻ ủng hộ và đăng ký kênh Ô Tô Cũ Ba Miền để mình sẽ làm những cái video tiếp theo gửi tới các bạn về những chiếc xe bên mình đang có cũng như là mới về, để các bạn tham khảo hoặc là mua sắm cho mình cũng như người thân. Một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại các bạn.